Xin chào các bạn. Bây giờ đây là cái chúng ta xem là demo cái là cái nắp. Ở đây là không có nhãn hiệu gì hết. Cũng không có cái ngày bảo hành gì hết. Thì hiện tại là chúng ta phải đưa ra cái đát sử dụng hay gọi là cái hạn sử dụng cho một cái quy trình cho một cái nhãn thuốc, hay là chúng ta là nhìn thấy những cái ở ngoài chúng ta đang thích ăn uống gì đó thì có thể sử dụng những cái này cũng được đó. Thì đây là máy quét về làm về nhãn hạn sử dụng đó. Đây là dây chuyền băng tải là Hương sẽ đặt ra là cái những nắp chai. Sau khi mà chúng ta đây, sau khi chúng ta là đặt nè, nó sẽ không có cái ngày sử dụng, hạn sử dụng như thế nào, và chúng ta đặt lên cái máy và máy này nó sẽ quét đó, và quét đây hạn sử dụng, đây sẽ ra được ngày sử dụng, là ngày sản xuất. Ngày sản xuất là ngày 1/4/2019. Cái chữ này nó có bay không chị? Có. Nếu như mình mới bắn được xong á, cạo là nó bay luôn. À, sau khi mới bắn xong thì chúng ta nhìn thấy nè, chúng ta kỳ ra nó sẽ bay. Đó, nó sẽ bay. Nhưng mà nếu như mà chúng ta để một thời gian một lúc nữa coi. Đây là nghe nắp chai. Để bao lâu nó không bay nữa chị? Dạ. Dạ, nhưng mà nếu như mình để khoảng thời gian là nó đỡ bay hơn đúng không chị? Hết bay đúng không? Đây là dòng máy vậy, chạy được cái ngày sản xuất của một cái sản phẩm. Thì quy trình mà làm ra được một cái sản phẩm, một chai, đây chỉ làm chai thuốc đúng không gì? Thì đây gồm những cái, thứ nhất là nắp chai nè, thứ hai nữa là phải có cái ron, cái này gọi là ron gì chị? Ron chống chống chào đó, nhà gọi là siêu, trong đây có một cái siêu là siêu chống nó không bị nước chảy. Rồi thứ ba đó là sẽ làm về đát hạn sử dụng. Ở đây tôi đang ở trong công ty gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn Biovina. Máy sẽ chạy ra, dây chuyền sẽ chạy ra và sẽ rớt xuống dưới. Đây là quy trình làm về nắp chai, làm về hạn sử dụng. Cái này một tiếng nó chạy được bao nhiêu cái vậy? Nhiều khi là tùy theo mình đang đại thì chưa được tiếng nữa là đây là những chai thuốc, những chai người đang này chị làm gì vậy chị? Lựa đát. Dạ. Lựa đát. Lựa đát là gì? Đây là đã thành phẩm rồi à, hả chị? Nếu như mà có đát rồi thì nó. Cái này tại hàng vệ sinh lại. Để dạ. Dạ. Nếu như mình nào chưa có đát là mình phải chạy lại. Sau khi nó làm xong rồi á, nếu như cái nào mà chưa có đát nè, thì bên đây là các chị em mà phải sàng lọc ra cho chạy lại đát đưa lên đây mới xuất xưởng được.
nhiều quá. Cái này dây thuốc gì vậy? Thuốc trừ bệnh đúng không? Đây là quy trình làm ra một chai thuốc, chai thuốc trừ bệnh. Đây là bên thuốc trừ bệnh của bên nhưng cái này là cũng có độc. Thì nếu như chúng ta làm những chai, những quy trình làm những cái sản xuất những món khác thì cũng đại loại giống như thế này thôi, nhưng mà có thể là kỹ hơn. Ở đây là chúng ta nhìn thấy làm được thuốc thôi. Đây là các chị em đang làm rất là nhiệt tình, rất là đông. Những nào dơ là phải tỉ mỉ, phải lau lại hết, lau lại, lượt lại, lau lại. Nếu đã cái nào sạch rồi chúng ta bỏ qua một bên và chờ lại đáp. Đây, xin chị phải lau. Đá đó mình cho chạy dưới hay chạy trên vậy? Chạy dưới đây à? Trên nắp hay gì? Dạ. Chị em đang làm đây rất nhiều, mỗi người một khâu, rất là nhiệt tình. Đáp nằm trên bọc ni lông này. Đây là nó chạy theo quy trình. Ngày xuất này, ngày 1/4/2019. Cách đời này. Đây là một lọ thuốc Esilin. Esilin 2. Này chị làm bao lâu rồi, nhìn thấy chuyên nghiệp vậy chị? Hai năm rồi. Hai năm hả? Chuyên nghiệp không? Máy này nó quét laser xuống rồi chị? Cái đó này là cái này là mắt gì vậy? Mắt gì, mắt đọc, mắt đếm hay gì? Không có, con mắt nó là mình đem túi xuống như nè. Dạ. Túi như cái này đó là còn chạy đo chữ là cái chụp này. Dạ. Mực mình có phải cho vô không chị? Mực bột, mực cho vô bên đây. Mực bột đó chị? Đâu mực đâu chị? À. Dùng bằng mực nước đúng không? Dạ. Đây là mực nước. Đá đây mình cần là màu đen hả chị? Đây là mấy chị đáp chị vừa ngày sử dụng quy trình đây. Rất là chuyên nghiệp. Thank you.
xíu rồi, rồi cho một thằng này nữa. Chưa đầy 2 phút. Nó đẹp nhỉ. À, xin chào, xin cảm ơn các bạn đã đón xem video clip ạ. Hẹn gặp các bạn ở video clip tiếp theo ạ.